Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử kiểm tra việc xử lý doanh nghiệp vi phạm môi trường khu công nghiệp Thăng Long 2. Kênh Nguyễn Đình Nghị, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên xuất hiện tình trạng dầu thải đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường. Khoái Châu làm tốt việc tinh giản cán bộ không chuyên trách. Tết Trung Thu lại nhớ Bác Hồ. Gặp gỡ Bí thư Đoàn Thanh niên xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, nói là làm. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, ngày 11 tháng 9, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 theo nội dung công văn số 1710 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đã có kết luận giao Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường đối với nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương do công ty trách nhiệm hữu hạn TV Galvanizing làm chủ đầu tư. Theo đó, đầu tháng 7 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhận được kiến nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 về việc nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương, san gạt và đốt rác gần khu vực khu công nghiệp gây ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân thị xã Mỹ Hào tổ chức xác minh giải quyết vụ việc theo đơn thư. Qua báo cáo của các đơn vị được giao, giải quyết vụ việc tố cáo nhà máy thép Việt Vương tập kết và đốt rác, đồng thời trực tiếp đến bãi rác tự phát để kiểm tra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử kết luận, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo nội dung công văn số 1710 của UBND tỉnh, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về môi trường đối với công ty trách nhiệm hữu hạn TV Galvanizing, mà đại diện là nhà máy sản xuất kết cấu thép Việt Vương. Đơn vị đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục bàn giao đất theo phê duyệt đầu tư dự án của tỉnh đã tự ý múc san gạt rác làm thay đổi hiện trạng với khối lượng lớn, xấp xỉ 30.000 mét khối. Trong đó, rác san gạt cao 6 mét, dài gần 40 mét và đã tập kết trên tuyến đường quy hoạch rộng 24 mét là đường vào tổ dân phố rừng, phường Dị Sử. Công ty trách nhiệm hữu hạn TV Galvanizing phải khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường giám sát, tư vấn biện pháp xử lý khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả với Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 9 này. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm thủ tục bàn giao đất khi đơn vị này chưa khắc phục xong hậu quả đã gây ra. Các ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về môi trường trên địa bàn, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng và tỉnh để giải quyết kịp thời. Sở Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức họp bàn biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải với sự tham gia của các sở ngành địa phương, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý, vận hành hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện tổng lượng nước xả thải vào cả hệ thống sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa phận các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương là trên 453.000 mét khối ngày đêm. Kết quả khảo sát trên toàn hệ thống sông Bắc Hưng Hải cho thấy có 183 điểm xả nước thải trực tiếp, 3 điểm xả gián tiếp từ các khu dân cư, trong đó tỉnh Hưng Yên là 151 điểm xả trực tiếp, 10 điểm xả trực tiếp, 2 điểm xả gián tiếp của khu công nghiệp, trong đó tỉnh ta có 4 điểm xả trực tiếp. Tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh là gần 144.000 mét khối ngày đêm, trong đó nước thải dân sinh, làng nghề, y tế chiếm khoảng 70%. Hầu hết nước thải dân sinh, làng nghề chưa được thu gom, xử lý, mà phải thải trực tiếp ra ngoài đầu nguồn sông Bắc Hưng Hải qua địa phận tỉnh, phải tiếp nhận nguồn nước thải không đảm bảo yêu cầu từ thành phố Hà Nội với lưu lượng khoảng 100.000 mét khối ngày đêm. Sông Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm nặng. Kết quả lấy mẫu giám sát chất lượng nước do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện từ năm 2017 đến nay cho thấy 100% mẫu không đạt quy chuẩn cho phép. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề như công tác thống kê, rà soát, kiểm soát, giám sát các nguồn thải, quy hoạch các điểm thu gom xử lý nước thải, xây dựng các công trình, mô hình thu gom xử lý nước thải dân sinh, nước thải chăn nuôi, làng nghề, chuẩn hóa, cửa xả của nguồn thải khi cấp phép xả thải, cắm biển báo hiệu, điểm cửa xả vào sông Bắc Hưng Hải, ngăn chặn tình trạng rác thải bị đổ thải trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải, chế tài xử lý mạnh hơn đối với các nguồn thải không đảm bảo,
công tác nạo vét khơi thông dòng chảy, biện pháp chính sách huy động nguồn lực đầu tư cho các công trình bảo vệ môi trường, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến nhằm hướng tới nền sản xuất xanh bền vững. Trên kênh Nguyễn Đình Nghị, phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên vừa xuất hiện tình trạng dầu thải đổ tràn lan gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân. Theo phản ánh của nhân dân, vào ngày 10 tháng 9, lợi dụng đêm khuya vắng người, có đối tượng đã đem lượng lớn dầu thải đổ trực tiếp xuống kênh Nguyễn Đình Nghị, phường Lê Lợi. Từ hệ thống kênh này, theo dòng chảy, dầu đã lan rộng ra hết cả diện tích mặt sông Điện Biên thuộc phường Hiến Nam và phường An Tảo. Được biết, dòng sông và kênh trên thuộc hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp với diện tích hàng nghìn hecta. Ngoài ra, đây còn là hệ thống tiêu thoát nước cho nhiều khu dân cư trên địa bàn thành phố. Tầm cỡ khoảng 4 giờ, cái lúc bây giờ là bắt đầu có mưa. Tôi thấy có một cái mùi rất là khét của dầu cháy mà hầu như là dân ở đây. Ai cũng tưởng là nhà mình cháy cái gì. Thế nhưng mà đến sáng sớm thì tôi thấy cái vết dầu loang, dầu cháy từ ở dưới cống dưới kia, coi phủ kín luôn cả cái mặt sông này. Sau khi phát hiện sự việc, thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh lấy mẫu nước, mẫu dầu để xét nghiệm, đồng thời đang tiến hành điều tra, xác định thiệt hại sơ bộ và triển khai biện pháp khắc phục. Những năm qua, huyện Văn Giang luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định khoảng 15,5%. Đây là cơ sở để huyện phấn đấu hướng đến mức tăng trưởng 16,5% vào năm 2020. Để phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này, huyện Văn Giang xác định tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện hiệu quả bền vững theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với chế biến tiêu thụ, tạo ra sản phẩm sạch, phấn đấu giá trị thu trên 1 hecta canh tác đạt trên 250 triệu đồng. Phát triển mạnh công nghiệp theo hướng hiện đại với quy mô phù hợp với định hướng chung và lợi thế của từng vùng, từng địa phương, ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước. Cùng với đó, đẩy mạnh tiến độ xây dựng và hoàn thành các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, có cơ chế chính sách để khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, đầu tư phát triển dịch vụ, khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, nhất là thị trường cho các loại nông sản. Huyện phấn đấu năm 2020, cơ cấu kinh tế nông nghiệp dưới 10%, công nghiệp xây dựng trên 40%, thương mại dịch vụ trên 50%, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.200 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 của Đảng, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy người hưởng lương, người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước là một trong những nội dung chính để góp phần xây dựng bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ ngày càng tinh gọn nhưng hiệu quả. Phản ánh tại Đồng Tiến và Dạ Trạch của huyện Khoái Châu, đây là hai xã hoàn thành sớm việc sắp xếp tinh gọn cán bộ không chuyên trách cấp thôn xã. Từ đầu năm 2019, ông Nghĩa là một trong hai cán bộ tư pháp hộ tịch của xã Đồng Tiến được tăng cường về tham gia cấp ủy thôn. Điều này không chỉ góp phần giảm cán bộ không chuyên trách và giảm người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước ở cấp thôn, mà điều quan trọng hơn là góp phần triển khai hiệu quả nghị quyết của Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Hay ở cái là chúng tôi nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước thì chúng tôi về thôn công tác thì nó có nhiều thuận lợi hơn và chúng tôi có điều kiện để phổ biến cái pháp luật cho cán bộ đảng viên và nhân dân địa phương. Nó hiệu quả hơn. Xã Đồng Tiến có 3 thôn, trước kia bình quân mỗi thôn có từ 12 đến 13 cán bộ không chuyên trách và người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Số người đông nhưng hiệu quả công việc chưa cao, vừa do phụ cấp thấp, vừa do đây chỉ là công việc tham gia thêm nên thực tế có người chưa toàn tâm toàn ý với công việc. Qua việc tinh gọn, một người kiêm nhiệm từ 2 đến 3 vị trí, phụ cấp tăng, cột với trách nhiệm của từng cá nhân cụ thể, nên hiệu quả giải quyết công việc đã có sự chuyển biến rõ rệt. Cán bộ công chức bán nhân xã cái kinh nghiệm cái đang được về tham gia trực tiếp sâu sát cơ sở để tham gia cùng với cấp ủy ban thôn ở cơ sở để điều hành lãnh đạo các thực hiện nhiệm vụ của địa phương của cơ sở thì đã đem lại cái hiệu quả bước đầu là chúng tôi đánh giá là tốt hơn so với trước khi tinh gọn bộ máy. Trước kia xã Dạ Trạch có 2 thôn nhưng có tới 5 chi bộ với tổng số 20 cán bộ không chuyên trách được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước, trong khi hiệu quả giải quyết công việc chưa tương xứng dù đông người tham gia. Đến cuối năm 2018, qua sắp xếp đã giảm xuống còn 2 chi bộ và giảm 10 người là cán bộ không chuyên trách. Tiếp nhận cái nghị quyết nó sẽ trực tiếp hơn ngày trước.
Trước đây chúng tôi phải coi như chuyển tải qua một con khâu trung gian nữa, nhưng hiện nay là nó từ đảng ủy có thể xuống trực tiếp đối với thôn, chi bộ cũng nắm trực tiếp đối với thôn, nên là nó rất thuận lợi cho việc phát triển, chuyển tải nghị quyết cũng như là chỉ đạo phát triển kinh tế. Giữa năm 2017, huyện Khoai Châu có gần 1.700 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bình quân mỗi thôn có trên 15 người và gần 300 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Đến nay, số cán bộ không chuyên trách cấp thôn giảm được 461 người, bình quân mỗi thôn chỉ còn 11 người. Từ số tinh giảm này giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước cấp xã gần 50 triệu đồng và cấp thôn trên 317 triệu đồng mỗi tháng, trong khi hiệu quả công việc được nâng lên. Chương trình thời sự xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Tết Trung thu đã cận kề, thời điểm này thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hưng Yên khá sôi động. Các sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi được bày bán với nhiều mẫu mã, chủng loại. Từ nhiều ngày nay, các tuyến phố của thành phố Hưng Yên xuất hiện nhiều quầy bán hàng và giới thiệu bánh Trung thu với nhiều mẫu mã, chủng loại phong phú. Tuy nhiên, sôi động nhất là mặt hàng bánh Trung thu được sản xuất theo công nghệ truyền thống, được người dân quan tâm và mua nhiều. Bên cạnh đó, đồ chơi cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu đã được các cửa hàng đại lý nhập về với đủ các thể loại mẫu mã bắt mắt, trong đó tập trung nhiều vào các mặt hàng đồ chơi truyền thống như mặt nạ, đèn lồng, đèn ông sao được sản xuất trong nước. So với mọi năm, giá các mặt hàng có tăng từ 5 đến 10%. Mỗi dịp Tết Trung thu, vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm nhất đó là chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bởi bên cạnh các sản phẩm có chất lượng có uy tín của các hãng sản xuất có tên tuổi, trên thị trường hiện cũng xuất hiện không ít sản phẩm chất lượng thấp, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, có hại cho sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, hơn ai hết, mỗi người tiêu dùng khi mua sắm cần có sự lựa chọn đúng đắn, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng để ngày Tết Trung thu của con trẻ được trọn vẹn. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn chế ngăn ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Trung thu, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2019, Đoàn Kiểm tra Liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện Văn Lâm đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Đoàn đã tiến hành kiểm tra được 19 cơ sở, cơ bản các cửa hàng có đầy đủ các thủ tục về hành chính theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa có sản phẩm bánh kẹo nhập không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Đoàn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 1.250.000 đồng và một cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa chưa có giấy phép đăng ký kinh doanh, xử phạt vi phạm hành chính 2.500.000 đồng theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, đoàn cũng đã tuyên truyền các cơ sở chế biến thực phẩm, các cửa hàng tạp hóa không kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, không sản xuất tàng trữ buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân trên địa bàn. Cứ đến dịp Tết Trung thu, thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi Hưng Yên nói riêng lại không nguôi nỗi nhớ về Bác Hồ, người cha già kính yêu của dân tộc, người luôn dành tình yêu thương đặc biệt đối với các cháu thiếu niên nhi đồng, thế hệ tương lai của đất nước. Trong muôn vàn tình yêu thương của Bác dành cho đồng bào cả nước, có một tình yêu bao la dành cho thiếu niên nhi đồng. Đó vừa là tình cảm của một lãnh tụ kính yêu vô cùng gần gũi, luôn luôn đồng cảm và chan hòa với các cháu thiếu nhi. Sinh thời, không có Tết Trung thu nào mà Bác Hồ với tình yêu thương vô bờ bến với các cháu thiếu niên nhi đồng lại không có thư và quà cho các cháu hoặc vui Tết cùng các cháu. Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên cũng đã nhiều lần được gặp Bác và được Bác dành cho tình cảm trìu mến yêu thương. Bác đã có lần về thăm và chia kẹo cho các cháu ở trường mẫu giáo thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động hay các cháu thiếu nhi ra đón Bác tại Ca Đình Dù, huyện Văn Lâm. 50 năm đã trôi qua kể từ ngày Bác đi xa, nhưng thiếu nhi tỉnh Hưng Yên vẫn không nguôi nỗi nhớ về Bác. Cho không khí vui tươi nhộn nhịp của Tết Trung thu năm nay, những câu hát về Bác lại ngân lên: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng, ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh. Mỗi dịp Trung thu đến, cháu đều được nghe những bài hát về Bác và đọc những bài thơ của Bác. Cháu tự nhủ cháu sẽ học tập thật tốt và làm thật tốt năm điều Bác Hồ dạy. Rất thấm thía từ những cái lời căn dặn của Bác về cái đêm hội trăng rằm hoặc là cái việc học hành của cháu. Để mà chăm sóc các cháu thiếu niên nhi đồng ấy thì đây là trách nhiệm của toàn xã hội, không những của đảng ủy chính quyền mà còn toàn thể nhân dân.
thì cái mô hình mà chúng tôi đã xây dựng ở các thôn thì hiện nay các cái xóm thì cũng đã tổ chức được cái đêm hội trăng rằm. Thực hiện lời Bác, những năm qua công tác chăm sóc giáo dục trẻ em được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Bên cạnh việc thường xuyên hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các cơ quan đoàn thể và các địa phương còn tổ chức cho các em nhiều hoạt động bổ ích nhân dịp nghỉ hè, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đặc biệt Tết Trung thu năm nay, gần 100% trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm tổ chức vui Tết Trung thu và đã có hàng nghìn trẻ em được tặng quà, tặng học bổng. Thực hiện cái lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong những năm qua thì Hội đội tỉnh luôn quan tâm và dành nhiều những cái nguồn lực từ của nhà nước cũng như là xã hội hóa để chăm lo giáo dục bồi dưỡng cho thiếu nhi. Chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm đến ba vấn đề dành cho thiếu nhi. Thứ nhất là chúng tôi sẽ tổ chức cái đại hội cháu ngoan Bác Hồ vào cái dịp tháng 5, cũng là cái dịp mà kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác. Và thứ hai là sẽ xây dựng các cái điểm vui chơi, các công trình măng non cho thiếu nhi tại các địa phương đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Và việc thứ ba là chúng tôi sẽ luôn luôn quan tâm chăm sóc giáo dục các em thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Lại thêm một mùa trung thu, các cháu thiếu niên nhi đồng không còn có Bác ở bên, nhưng nỗi nhớ về người vẫn luôn ra diết. Tình cảm của Bác dành cho các cháu thiếu nhi mãi mãi sáng trong và dịu hiền như ánh trăng đêm rằm. Ngày 11 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên học sinh sinh viên tỉnh Hưng Yên năm 2019 với chủ đề Vang mãi khúc quân hành. Tham gia liên hoan có 12 đội với 56 tiết mục, hát múa tiểu phẩm hoạt cảnh mang nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi truyền thống cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tình đoàn kết quân dân. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiên Lữ, giải nhì Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Động, Văn Lâm, 3 giải ba và 4 giải tiết mục xuất sắc. Liên hoan lần này là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu 3 và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2019 và 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2019. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn là câu châm ngôn mà anh Nguyễn Văn Tỉnh, bí thư Đoàn Thanh niên xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, luôn lấy đó làm kim chỉ nam để thực hiện mọi ý tưởng, biến mọi kế hoạch đoàn thành những phần việc cụ thể. 9 năm tham gia công tác đoàn, anh Nguyễn Văn Tỉnh thường được mọi người gọi bằng cái tên vui rằng bí thư giỏi xin. Anh đã chủ động xã hội hóa hầu hết các hoạt động đoàn từ các tổ chức cá nhân và nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân trên địa bàn. Điển hình là các hoạt động như xây dựng tuyến đường thắp sáng, chương trình tiếp sức mùa thi, các hoạt động thiện nguyện. Gần đây nhất, anh cùng 13 thành viên của đoàn xã Dạ Trạch huy động 20 chiếc lốp xe cũ và nguồn xã hội hóa từ các mạnh thường quân với số tiền trên 12 triệu đồng để xây dựng điểm vui chơi cho các em thiếu nhi xã Dạ Trạch. Hiện vào mỗi buổi chiều, điểm vui chơi đang thu hút hàng chục lượt các em thiếu nhi đến chơi. Ngày xưa không có xích đu con này chơi điện thoại, bây giờ có xích đu thì chiều nào cũng ra đây chơi. Rất vui ạ. Không chỉ hăng say với công tác đoàn, là chủ nhiệm câu lạc bộ hiến máu, anh cũng là một trong những thành viên tích cực hiến máu của huyện, tỉnh. Đầu năm 2019, anh cùng các thành viên trong xã đã thành lập câu lạc bộ hiến máu huyện Khoái Châu, Trái tim tình nguyện, với 24 lần hiến máu và vận động hàng trăm lượt người cùng hiến máu và giúp đỡ các bệnh nhân đang cần cấp cứu. Vừa qua, anh Nguyễn Văn Tỉnh đã trở thành một trong 100 người của cả nước được tôn vinh và được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng bằng khen. Với các phong trào thì anh Tỉnh luôn luôn là người đứng đầu tiên phong, anh rất là năng động và truyền lửa cho bọn em để bọn em tiếp tục làm các công việc này. Năng động và nhiều ý tưởng, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, anh Nguyễn Văn Tỉnh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đồng thời xứng đáng với vai trò thủ lĩnh đoàn xã Dạ Trạch. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, thu hơn 80 gram ma túy đá và 2 khẩu súng tự chế.
Vào hồi 14 giờ 45 phút ngày 9 tháng 9 năm 2019, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ kiểm tra phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Nghĩa Trang, thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, thu giữ một túi ni lông. Bên trong có chất kết tinh màu trắng, nghi là ma túy. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận vật chứng bị thu giữ là ma túy đá, mua của Trần Văn Liêm, sinh năm 1988, trú tại thôn Cựu Thị, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Ân Thi và chính quyền địa phương thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét nơi ở đối với Liêm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tại nhà Liêm hai gói ni lông, bên trong có 81,402 gram ma túy đá, hai khẩu súng dạng súng tự chế, 3 viên đạn, 1 cân tiểu ly cùng một số vật chứng liên quan. Được biết Liêm là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và một tiền sự về hành vi xâm hại đến sức khỏe người khác. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.